Chào mừng anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Hôm nay team Minh Phụng chúng mình có buổi nhập hàng về số lượng siêu khủng piano nhà Yamaha, phục vụ khách hàng thân thiết. Xe công đang vào bãi chuẩn bị xuống hàng. Ngoài ra video lần này mình sẽ đem đến các bạn vài thông tin thú vị khác nữa. Nào chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Toàn bộ nhân sự đã có mặt đông đủ. Anh em vào vị trí, chốt khóa thùng công được cắt và đội tiến hành mở khóa công. Cửa công được mở vào bên trong chính là toàn bộ những cây piano Yamaha, thương hiệu piano số 1 Nhật Bản thuộc dòng U-Series rất quen thuộc với khách hàng tại Việt Nam như U1, U2, U3 và vài mẫu mới thuộc dòng U5, U7 được tụi mình nhập hàng về lần này. Đa số piano đều vượt biển từ Nhật Bản để vào đất liền nên hàng đóng rất là cẩn thận. Xe tải đầu tiên đã đến và hạ bàn nâng. Sau khi mở khóa cố định bảo vệ chống nghiêng ngã piano bên trong công, ba thanh niên chuẩn bị phối hợp đưa chiếc piano Yamaha đầu tiên xuống, đang để đến bàn nâng, đội hạ xuống, truyền vào phía trong tại nhỏ và bàn nâng lại tiếp tục lên cao. Ba người lại dùng lực phối hợp xoay thẳng chiếc piano lại, đẩy tới bàn nâng và chiếc thứ hai lại tiếp tục đưa vào thùng xe. Khi quan sát quy trình làm việc đầy chuyên nghiệp, anh em sẽ thấy được ngoài cây piano còn có những tấm bìa dày khổ lớn giúp cố định và bảo vệ phía sau đàn, nhất là sau bo có cả ni lông phủ toàn bộ mặt đàn với những tấm bìa bảo vệ các góc. Trên nắp thùng, nắp phím được ràng dây chắc chắn, đang cùng đội hạ xuống bàn nâng, xoay ngang cẩn thận rồi đẩy vào trong. Và anh em lại tiếp tục những thao tác quen thuộc, hạ đàn xuống, cùng nhau đưa đàn xoay ngang rồi đẩy piano vào xe. Đêm đã khuya, chỉ còn team chúng mình, những anh em của đội vận chuyển và những ngọn đèn đường đồng hành để đem những chiếc piano mới và chất lượng nhất về phục vụ cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Hàng đã đầy, xe tải bắt đầu lăn bánh mang những cây piano dòng U đầu tiên về kho. Và đây xe tải lại có mặt, bắt đầu xuống hàng đợt 2 piano Yamaha thôi. Mời anh em tiếp tục theo dõi cùng với mình để xem đợt này team sẽ xuống đàn như thế nào nhé. Tiếp tục những cây đàn cơ được đẩy ra phía ngoài, ba người hợp sức đưa đàn xuống bàn nâng. Khi quan sát kỹ, các bạn có thể thấy rằng quá trình bảo vệ những chi tiết của piano rất được công ty của mình quan tâm và chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Đàn đưa vào trong và quay ngang để vào trong thùng tải. Tiếp đến sẽ là một cây piano màu nâu gỗ bóng tự nhiên thuộc dòng U2 đã lót tấm bìa bảo vệ, theo bốn anh em xuống bàn nâng rồi tiếp tục vào thùng tải. Hàng đã đủ rồi, xe tải bắt đầu lăn bạch. Giờ đây trong khi đội đang chờ xe đến để bắt đầu chuyến hàng thứ ba của đợt này, mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về các dòng piano thuộc series U của Yamaha nhé. Các piano dòng này được Yamaha cải tiến suốt lịch sử phát triển và các mẫu nguyên bản được nâng cấp mở rộng ra các dòng hiện đại hơn, kiểu dáng đầy sang trọng đẹp mắt với màu sơn nổi bật. Dây đàn được làm bằng thép cường độ cao không gỉ, mũ đàn bằng lông cừu tự nhiên bọc nỉ và sau bo được làm bằng gỗ vân sam cao cấp. Nếu anh em có nhu cầu tìm hiểu những mẫu đàn cơ sản xuất tại Nhật, hãy liên hệ ngay Minh Phụng Music. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tụi mình sẽ đảm bảo đem đến khách hàng cây piano hoàn hảo nhất, nhanh chóng và tận nơi cho các bạn với mức giá hợp lý nhất. Và chuyến xe hàng cuối cùng đã xong, đội đang tranh thủ đưa đàn vào bàn nâng, chuyển thật nhanh chóng các cây piano còn lại. Lần lượt từng cây được ba thanh niên phối hợp với nhau đẩy vào xe, chuẩn bị lên đường về kho hàng Lý Thường Kiệt. Hiện nay chương trình ưu đãi giảm giá cực sâu cuối năm tất cả các model cơ tại Minh Phụng Music chỉ còn diễn ra trong thời gian ngắn. Vì thế anh em hãy nhanh chóng tham gia để sở hữu ngay cây đàn yêu thích với mức giá hấp dẫn nhất nha. Những sản phẩm mới và chất lượng nhất của piano nhà Yamaha đã có mặt ở kho Lý Thường Kiệt. Vì thời lượng clip đã dài nên mình hẹn anh em ở video kỳ tới sẽ khám phá những model đàn mới được Minh Phụng Music nhập về đợt này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.